Rồi video sáng nay mình chia sẻ cho các bạn một cái mai dáng thuyền. Cái này ghép cúc nha. Cái này ghép cúc. Đây. Vật ghép là ghép sát gốc này. Sát gốc là bây giờ nó liền như một cái cây rin luôn. Cành thuyền rất là rõ ràng luôn. Đó. Cây bông đẹp. Đây, nếu mà chơi thì chơi mặt tiền này, mặt diện nó này. Đó, mình thấy được cái cành phong với lại cái ngọn chú nó là cái độ thoát thân xuống cái cành huyền nó rõ ràng hơn. Khi mình lạc lé ra rồi mình thấy cái cành cốt cành với lại cái bông hoa nó đầy đủ hơn, tất cả các chi cành nó đều có hoa hết. Đó. Nhìn cái cành huyền này nó đổ xuống nó rất là đẹp, rủ xuống này. Đó. Rồi thì cái này mình báo giá nhanh cho các bạn là giá 400.000 giá tại vườn nha các bạn. Giá không bao cước nha. Anh em nào thiện chí vô lưu liên hệ. Thì số điện thoại mình là 0849020790. Còn cái thân của nó là ngang ngón tay cái nha anh em. Cành thuyền rất là rõ ràng luôn. Đó, một cái mai mini nghệ thuật dáng rất là đẹp. Các tay cành là lựa ra đúng điểm dương của nó luôn nha. Đúng điểm dương. Cái này mà các bạn giờ phối vô một cái chậu ống cao nữa là nhìn nó đổ ra bên ngoài nó nhìn nó đẹp lắm. Giờ đang nuôi trong cái chậu xi măng cho nên là nhìn cây này nó cũng hơi cũ kỹ một chút. Đó. Chậu xi măng này nó cũ kỹ thôi. À, không, nó thoát và nó phải thoát ra cái miệng chậu như thế này nó mới đẹp, nhìn nó dáng nó nghệ thuật. Đó. Nó phải có một cái cành rơi như thế này nó đổ xuống này. Rồi, anh em nào yêu thích thì liên hệ nha. Số điện thoại mình là 0849020790 nha anh em. Giá 400.000 nha. Quan trọng cốt dáng có dưới giống hoa đẹp nha các bạn. Rồi chuẩn bị nó có hoa đó các bạn mua về kiểm nghiệm chơi nè, được giao lưu tiếp nha nè. Đó. Có bắp xanh rồi này. Có nụ nè. Giờ cắt bấm sữa rồi bắt đầu là nó sưng nụ sưng bắp nó ra. Rồi, anh em nào yêu thích liên hệ